thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên cuột khởi 25 tháng 10 năm 1948, 25 tháng 10 năm 2023 và 75 năm ngày thành lập tri bộ Minh Khai, tiền thân của Đảng Bộ xã Dương Quan, 19 tháng 8 năm 1948, 19 tháng 8 năm 2023. Chiều ngày 12 tháng 8, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện thủy nguyên phối hợp với đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã dương quan tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ bà nguyễn thị thư hộ nghèo ở thôn đông nam xã dương quan dự lễ khánh thành có đồng chí phạm thành sinh phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện lãnh đạo đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể xã và đông đảo nhân dân địa phương Bà Nguyễn Thị Thư là hộ nghèo của xã, bản thân bà già yếu thường xuyên ốm đau bệnh tật. Bà sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện để xây mới. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Thư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với cấp ủy chính quyền, bà con trong họ tộc, nhà hào tâm và nhân dân địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Thư. Công trình được khởi công từ tháng 1 năm 2023. Sau gần 7 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Ngôi nhà có diện tích 68 m2, tổng giá trị công trình 430 triệu đồng, trong đó, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 90 triệu đồng, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ 15 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình, người thân trong dòng họ hỗ trợ. Phát biểu tại lễ Khánh Thành, đồng chí Phạm Thành Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhấn mạnh, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2023, toàn huyện phấn đấu xây dựng 57 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, qua đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị huyện, hoàn thành mục tiêu xóa hết nhà rột, nhà tạm trên địa bàn huyện. Việc trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cũng thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Qua đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và quan tâm chăm lo, hỗ trợ người nghèo ngày một tốt hơn để không ai bị bỏ lại phía sau. Trong ngày vui khánh thành, cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã trao tặng bà Nguyễn Thị Thư nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa, động viên bà sớm ổn định cuộc sống, sống vui, sống khỏe cuối buổi lễ các đại biểu cùng gia đình đã thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành và tham quan ngôi nhà mới trong niềm vui phấn khởi của gia đình bà thư được sống trong căn nhà mới khang trang sạch đẹp sẽ giúp bà thư nhanh chóng ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững trong vòng tay giúp đỡ sẻ chia của các cấp các ngành và toàn xã hội